Anh Hoàng thân mến, giờ này mặc dù thời tiết lúc này là khoảng 6 giờ tối ở ngoài Bắc, thì vì cái nhu cầu anh đặt cái chim, giống chim đặc biệt, thì em sẽ quyết định quay và gửi cho anh cái video, cũng như là nếu như anh đồng ý thì em sẽ gửi cho anh một cặp chim giống, mà con chim này là chỉ có em, bởi ngoài Bắc này em đã nghiên cứu và đúc ra cái gen của nó là như vậy. Anh Hoàng thân mến, đây là hình ảnh cụ thể của con cặp chim mà anh mong muốn. Thì cặp chim này là thế hệ F4 của dòng Lai, cu Thái và cu ta, nhưng mà cũng rất nhiều công thức. Thì các bạn, anh Hoàng có thể thấy con chim ở dưới là con chim màu hồng. Rất tiếc là thời tiết lúc này là nó hơi tối, nó sẩm tối rồi, thì hình ảnh nó chỉ được như thế này thôi, nhưng tuyệt đối là đây là con chim màu hồng. Thế còn con chim ở đằng trên thì anh Hoàng thân mến, là con chim đằng trên là con chim, nó là mơ. Em vừa mới động vào 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 đó, em không động nữa thì nó sẽ ngoan hơn, nó sẽ không 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 hãi hơn. Đôi này thì khá thuần, đây là con chim hồng, còn đây là con chim mơ. Đây là một cặp chim mà em sẽ gửi cho anh để anh xem qua. Con chim này thì nó ưu điểm của nó là nó sẽ có đấy, con chim ở dưới nó sẽ là con chim, nó là mơ cổ mơ đầu. Anh có thể thấy là nó mơ đó, nó nhìn kỹ anh có thể thấy là nó mơ mơ ở phần mắt, phần mang tai. Và con chim hồng cũng vậy, con chim hồng thì nó hồng toàn thân mà nó hơi hơi khoang khoang. Thế thì anh yên tâm là đây là một cặp chim chính thống. Đúng ra là em sẽ không chuyển, không bán cho anh con chim này, nhưng mà vì anh có cái nguyện vọng là gây giống, thì em cũng chia sẻ với anh em ở trong miền Nam là cái cặp chim này là em đã nuôi bánh tẻ rồi. Em đã nuôi bánh tẻ rồi. Và em đã thả ra cái lồng lồng như thế này. Thì anh có thể thấy là em cũng thực sự là không có ý định bán. Thế nhưng mà vì là gì, anh đã xem cái kênh của em và anh đã quyết định là tìm cái giống chim này. Thì em sẽ đó, anh nhìn rõ chưa? Em sẽ quyết định là em sẽ giao lưu với anh một cặp em đã chấp nhận để bắt ra. Đó, cặp chim này thì nó cũng sắp trưởng thành rồi, chứ không phải là còn non nữa. Nên là em di chuyển cho anh từ đây vào Phan Thiết là ok. Các bạn có thể thấy là mình rất là trung thật và cũng rất là rõ ràng trong cái việc mua bán qua mạng. Số điện thoại của mình là 0163 5305 982. Mình cũng nghe điện thoại rất là nhiều, đâm ra là các bạn cũng phải thông cảm. Thì mình quyết định là sắm thêm một cái SIM.